Mến chào các bạn! Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về hai từ hàm xúc và hàm xúc. Trước hết, hàm xúc là hình thức diễn đạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm xúc là ít lời nhiều ý, là xúc tích cô đọng, là lời đã hết mà ý vô cùng để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc thí dụ bài văn của em rất hàm xúc câu thơ này có tính hàm xúc thứ hai hàm xúc hàm xúc không có nghĩa là viết sai chính tả thế nên hàm xúc mới là từ đúng các bạn thân mến phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chua sót hay chua sót mến chào tạm biệt các bạn